Cô gái xông vào ngân hàng cướp tiền, từng tỏ tình với Will nhưng bị từ chối, định hướng vào showbiz làm ca sĩ. Vào lúc 12h30 phút trưa ngày 10 tháng 10, một phòng giao dịch của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ cướp tài sản. Nghi phạm là một phụ nữ mang kính đen, đội mũ lưỡi trai, khẩu trang che kính mặt. Sau khi xuống taxi xông vào trong, người này đặt túi xách xuống quầy rồi hô lớn có bơm, đồng thời yêu cầu các giao dịch viên bỏ tiền vào túi. Tổng cộng là 2,1 tỷ đồng đã bị mất. Vụ việc ngay sau đó đã được Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc truy bắt. Đến 15 giờ cùng ngày, nghi phạm đã bị bắt cùng tang vật khi đang ở trong một trung tâm thương mại. Người này sau đó khai nhận toàn bộ sự việc, cho biết mình tên là Phùng Thị Thắng, 24 tuổi, quê Bắc Giang. Điều đáng ngạc nhiên hơn là sau khi xác minh danh tính, nhiều người nhận ra cô nàng tướng cướp này là một cô gái nhẵn mặt trên game show truyền hình. Thắng từng tham gia một chương trình thực tế khởi nghiệp và đặt cho mình nghệ danh là Căng Bì. Cô cũng có một kênh YouTube riêng với gần 5.000 lượt theo dõi. Ngoài ra, Thắng cũng từng xuất hiện trên một chương trình về hài kịch, có một sản phẩm âm nhạc riêng kết hợp với Him nhưng không được nhiều người biết đến. Đáng nói nhất, cô từng xuất hiện tình yêu hoàng mỹ để tỏ tình với ca sĩ Will nhưng bị từ chối. Từng chia sẻ của cả hai, được biết Will và cô nàng này cũng khá thân thiết, thường hay nói chuyện với nhau như anh em và cô đã crush anh ấy lúc nào không hay. Nhiều khán giả sau khi tìm xem lại video phát sóng tập của Thắng, bình luận rằng rất may là lúc ấy Will không bị nữ tướng cướp này lừa bởi vẻ ngoài thân thiện của mình. Tháng 12 năm 2019, Phùng Thị Thắng gây chú ý khi tham gia chương trình Thách thức danh hài mùa 6. Cô có màn giới thiệu và tấu hài dài dòng khiến giám khảo Trường Giang tỏ ý khó chịu. Trong chương trình, nữ thí sinh cũng bày tỏ sự say mê với sự nghiệp diễn hài. Thắng nói, tôi mê hài một cách khủng khiếp nhưng còn mê Trấn Thành, Trường Giang, Ngô Kiến Huy hơn cả hài nữa. Mặc dù mê hài, màn dự thi của Thắng tại Thách thức danh hài lại không tốt, cô khiến giám khảo và khán giả thấy nhàm chán khi giới thiệu quá dài về bản thân, công việc, sở thích của mình. Khi cô đề nghị hát bài tự sáng tác, Trường Giang không chấp nhận và nhắc nhở, nhưng Phùng Thị Thắng không nghe lời giám khảo mà tiếp tục đòi hát. Thắng cũng khẳng định biết hát 7 thứ tiếng, trong đó có tiếng Hàn. Màn dự thi kéo dài đến 20 phút dù không có câu hài đặc sắc. Khi Thắng khoe khả năng sáng tác và có nhiều bài hát hợp với Harry Won, vợ Trấn Thành, cô được giám khảo Trấn Thành hỏi xin số điện thoại. Nhờ khiến Trấn Thành bật cười trong vòng 1 nên Phùng Thị Thắng giành được 2 triệu đồng. Sang vòng 2, Thắng sớm dừng chân. Trước đó, Phùng Thị Thắng lấy nghệ danh là Căng Bì để đi thi J-Pop Dream Việt Nam Audition chạm tới ước mơ vào tháng 7 năm 2019. Trong chương trình này, Thắng giới thiệu mình là nhạc sĩ, ca sĩ tự do và người buôn bất động sản. Thắng tiết lộ đã tham gia vòng loại của nhiều cuộc thi như The Voice, Vietnam Idol, Vietnam Got Talent, nhưng cứ tới nơi thì người ta thông báo hết chỗ đậu xe nên đi về. Trên kênh YouTube cá nhân với nghệ danh là Căng Bì, Thắng chuyên cover các hit mới đây là How You Like That, là một thằng con trai sao anh chưa về nhà, Way Back Home. Thắng tham gia những chương trình truyền hình trên kênh YouTube để khán giả quen mặt, định hướng tiến thân vào showbiz. Mặc dù tốn khá nhiều tiền nhưng cô không thành công, thời gian gần đây thiếu nợ nhiều, không có tiền trả nên lên kế hoạch cướp ngân hàng. Chuẩn bị kế hoạch đi cướp như phim. Ngày 8 tháng 10, Thắng đi mua các vật dụng như bình ga, dây điện, đèn nháy, xăng, dụng cụ khò lửa để chuẩn bị cho việc đi cướp. Thắng thiết kế những dụng cụ mua được như một quả mìn tự chế. Gần trưa 10 tháng 10, Thắng bắt xe taxi của hãng Vinasun yêu cầu chở tới chi nhánh ngân hàng Techcombank nằm trên đường Trương Vĩnh Ký. Vừa tới nơi, Thắng nói tài xế đợi vài phút để vào ngân hàng lấy đồ. Thắng đội nón lưỡi trai, mang kính đen, đeo khẩu trang che kính mặt, đeo túi xách vào ngân hàng thì bảo vệ chặn lại nói là hết giờ làm việc, không tiếp nhận khách hàng nên đầu giờ chiều quay lại. Cô gái nói là vào lấy đồ rồi trở ra ngay. Vào đồ bên trong, Thắng hô lớn có bơm đe dọa phát hỏa và ném một phong bì bảo giao cho tổng giám đốc ngân hàng. Thắng cầm chai xăng tưới lên bàn, yêu cầu nữ nhân viên ngân hàng bỏ 2,1 tỷ đồng vào bên trong. Lấy được tiền, Thắng đi ra ngoài tới cửa thì cột cửa ngân hàng lại. Sau đó, Thắng lên xe taxi chạy về hướng Trương Vĩnh Ký, Gò Dầu. Thắng nói tài xế chạy tới trung tâm thương mại Ion Mall, quận Tân Phú, rồi đi vào nhà vệ sinh thay đồ, mua một vali để cất tiền. Sau đó, Thắng di chuyển qua một trung tâm thương mại khác trên đường Cộng Hòa. Tuy nhiên, trinh sát công an lần theo bắt giữ được Thắng cùng tang vật tại đây và đưa về trụ sở. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của nghi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.